cô gái này bởi vì phục vụ mang thịt bò mang chậm ra 2 phút. Vậy mà đứa trẻ trong bụng cô lại bị chửi là đồ đáng chết. Cô gái trong phút chốc thay đổi thái độ. À, đang nói gì thế? Tôi nói là con của cô đáng xuống địa ngục. Cảnh tượng này ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người khác trong nhà hàng. Người phục vụ Charlie tức giận đập bàn quay người rời đi. Nhưng bà lão lại nói thêm câu nữa: tất cả đứa trẻ nhỏ đều sẽ chết. Cô gái ở bàn bên cạnh có lòng tới khuyên ngăn, nhưng lại bị bà lão chửi cho một trận. Ông của cô gái tức giận muốn nói lý với bà lão, nhưng người đàn ông vừa bước tới liền bị bà lão cắn cho một phát vào cổ. Vừa cắn cổ người đàn ông, bà lão liền cắn thêm người khác. Cảnh tượng trước mặt khiến mọi người sởn gai ốc. Đầu bếp trong nhà hàng ném chảo ra ngoài, nhưng bà lão vẫn chẳng hề hấn. Giây tiếp theo, người phụ nữ nhảy lên và leo lên nóc nhà. Ngay cả Tinh Tinh Khỉ Đột cũng phải chào thu với màn trước mặt. Ông chủ cửa hàng nổ liên tục nhiều phát súng, nhưng bà lão vẫn có thể tránh được. Đợi khi bà lão nhảy xuống, liền hất ông chủ bay ra xa. Khẩu súng vừa hay rơi xuống trước mặt con trai ông chủ quán Michael. Michael ngay lập tức cầm súng ngắm chuẩn vào bà lão. Một phát súng đã xử đẹp được bà lão. Do sự nhát gan, Michael lại không dám nổ súng. Chính vào lúc bà lão quái vật xông tới trước mặt anh, hóa ra là Kiều đã cứu anh một mạng. Giải quyết xong bà lão, đưa vài người bị thương tới bệnh viện. Chỉ mới đi được nửa đường, đột nhiên bầu trời xuất hiện một làn bụi. Mọi người cũng nghĩ phía trước có bão. Tây tiếp theo, một con ruồi chui vào ô tô qua lỗ thông gió. Hóa ra phía trước có một đội quân ruồi. Mọi người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay lại nhà hàng một lần nữa. Không ngờ đám ruồi vẫn đuổi theo không ngớt. Chính vào lúc mọi người ngơ ngác nhìn nhau không biết phải làm sao, một chiếc xe cảnh sát cũng lái tới đó. Người vừa bước xuống xe là Jeep. Những người còn lại chĩa súng vào Jeep để kiểm tra anh. Thấy Jeep không có nguy hại tới mọi người mới buông bỏ cảnh giác. Nhưng Jeep trông không giống cảnh sát. Vậy tại sao anh lại lái xe của cảnh sát? Mấy người muốn chất vấn Jeep nhưng anh không hề trả lời. Lấy ra một số vũ khí hạng nặng đưa cho mọi người. Jeep nói với mọi người nguy hiểm đang tới gần, mà còn nói Charlie đừng làm những việc lỗ mãng. Anh ấy tên là Jeep, là một thiên thần mang theo đôi cánh. Bởi vì không thể trơ mắt nhìn sự sắp xếp của Chúa, tới nhân gian tự bẻ gãy đôi cánh làm một người thường. Lý do tại sao anh đến nhà hàng chính là biết được Thượng Đế đã phái ác quỷ tới đây. Anh muốn đem sự thật nói cho mọi người. Mọi người vào trong phòng, chặn toàn bộ cửa cùng với cửa sổ lại, cầm lấy khẩu và đợi ác quỷ tới. Rất nhanh trời cũng đã tối. Một chiếc xe bán kem vẫn còn phát ra âm thanh đi về hướng này. Sau đó một người đàn ông ra khỏi xe. Anh ta dùng chiếc mũi ngửi vài cái. Giây tiếp theo liền mở chiếc miệng rộng của mình ra. Tay cũng đã biến đổi, chẳng khác nào con cua đang bò xông về phía trước. Nhưng Michael chỉ trong 3 giây đã hạ gục hắn. Cứ tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc, cách đó không xa có hàng chục chiếc ô tô chạy tới. Mỗi người tài xế đều đang lắc lư đầu, nhìn có vẻ rất kỳ lạ. Mọi người không nói lời nào, lập tức nổ súng. Cùng với một tiếng nổ lớn vang lên, Jeep trực tiếp lấy ra một khẩu bazooka. Chính lúc này, đám người cũng ra khỏi xe, trong đó còn có một cô bé tay cầm quả bóng. Kai không nhẫn tâm nổ súng, còn nói bọn họ chỉ là những người bình thường. Jeep nói với họ đây đều là ác quỷ, đừng có mù quáng. Một ác quỷ đột nhiên xông vào nhà hàng kéo một người đàn ông đi. Giây tiếp theo, những con quỷ này dường như đã nhận được lệnh gì đó. Tất cả đều rút lui khỏi đây. Jeep nói với họ, những con quỷ này là những con rối do Thượng Đế điều khiển. Bởi vì Thượng Đế không nhìn nổi cái gọi là lòng tham của con người, phái những ác quỷ này tới để hủy diệt loài người. Mục tiêu đầu tiên chính là đứa trẻ trong bụng của Charlie. Chỉ có cách bảo vệ đứa trẻ này, mối nguy hiểm mới có thể được giải quyết. Sau đó không lâu, Kai đang ở trên nóc nhà hóng gió liền phát hiện ra điều không đúng. 12 giờ đêm, một chiếc ô tô tấp vào cây xăng. Người đàn ông vội vã ra khỏi xe, nhặt súng nhiên liệu để đổ xăng cho ô tô. Kai ở trên nóc nhà muốn nổ súng, nhưng nhìn thấy đứa trẻ trong xe. Vừa lúc đó, cách đó không xa có một chiếc ô tô đang lao tới. Kai lập tức nổ súng và ra hiệu cho người đàn ông mau chóng rời đi. Người đàn ông thất vậy vội vàng vứt bỏ bơm xăng, nhưng giây tiếp theo trực tiếp bị đâm hất bay. Một đám người quái dị ra khỏi xe, lên xe ôm lấy đứa trẻ rời đi. Kai thấy vậy lập tức nổ súng. Cô gái bên cạnh lại nói cứ như vậy sẽ là đứa trẻ bị thương. Kai tức giận cầm súng rồi nhảy xuống. May mắn là vẫn kịp thời ôm được đứa trẻ. Nhưng giây tiếp theo, cậu bé lại ngân nga một bài hát. Lừa được ngươi rồi. Lúc này cô gái cũng lao tới để cứu Kelly. Vừa tới trước mặt của đứa trẻ, súng liền hết đạn. Lần này cô chết chắc rồi. Cô gái chạy như bay vào trong xe, mà ác quỷ bên ngoài không ngừng đập phá. Lúc này, Jeep bước ra tay cầm súng,
nhắm thẳng vào đám ác quỷ nổ một cơn mưa đạn, sau đó cầm bơm xăng nổ súng. Ngọn lửa cuồng nộ bùng cháy và quét sạch tất cả ác quỷ. Cô gái ở trong xe cũng được cứu thoát, may mắn đã quay trở lại đường nhà hàng trước khi xe phát nổ. Ấy trên người Jeep đang bốc khói nghi ngút, Charlie chuẩn bị lấy nước giúp cho Jeep, nhưng vừa quay người lại dọa cô một phen hú hồn. Đừng sợ, ta chỉ đang chơi cùng với em bé của cô chút thôi. Nói xong ác quỷ cầm dao xông về phía Charlie, may mắn là cô đã phản ứng kịp dùng chiếc khay sắt chặn đòn tấn công. Cuối cùng đã bay ác quỷ xuống đất, cùng sự phối hợp với Jeep thành công giết được ác quỷ. Do giao tranh ác liệt, lúc này Charlie cũng sắp sinh. Với sự chung sức của mọi người, đứa trẻ đã chào đời suôn sẻ. Lúc này bầu trời đột nhiên lóe lên tia chớp, sau đó một luồng ánh sáng xuất hiện, một người mang theo đôi cánh bước vào. Mọi người đều kinh ngạc, ông chủ nhà hàng dùng súng bắn, nhưng đôi cánh lại quá cứng, căn bản chẳng xuyên qua được, cuối cùng lại bị anh ta tiễn về trời. Mà người này cũng chính là ác quỷ mà thượng đế phái tới. Jeep thấy vậy liền bảo Michael đưa mọi người rời đi, biết sớm đã biết hắn sẽ trở lại, vì thế không phí lời, hai người cứ vậy lao vào nhau. Sau một cuộc chiến kịch liệt, Jeep đã mất đi đôi cánh, căn bản không phải đối thủ của ác quỷ. Bị ác quỷ đâm xuyên qua tim, sau đó liền biến mất. Giây tiếp theo, ác quỷ xuất hiện trên nóc xe của Michael. Michael liền đạp ga khiến ác quỷ ngã nhào về phía trước. Nhưng Chase xe cũng bởi vì quá tốc độ mà lật ở bên đường. May mắn là hai người và đứa trẻ không gặp nguy hiểm. Nhưng hai người bỏ chạy chưa xa, ác quỷ cũng đã đuổi tới. Hắn ta tay cầm dao từ từ tiến về phía của Michael. Đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng, Jeep từ trên trời bay xuống. Anh đã cho thượng đế cái thượng đế muốn, vì thế thượng đế đã hồi sinh Jeep. Sau khi sống lại Jeep chỉ với một vài chiêu, liền tiện ác quỷ đi gặp các cụ. Từ đó Michael đưa theo Charlie sống một cuộc sống phiền não vô tận.